xứ sở của nàng hoa, nơi có những ngôi làng xinh đẹp và độc đáo nằm giữa núi rừng. Một ngày rời bỏ ồn ào nơi phố thị để đến đắm mình trong hương sắc của muôn vàn loài hoa. Cùng nghe câu chuyện của những người con nơi làng hoa lâu đời và cùng khám phá ngôi làng độc đáo dưới chân núi làng Bi An huyền thoại trong tập tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu, được phát sóng lúc 19:50 ngày 14 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.